Đỗ Thanh Loan xin kính chào quý khách. Ngày 20 tháng 5 2019, Đỗ Thanh Loan tôi là vừa đang có mặt tại gia đình nhà một khách hàng ở tư phường 15 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là ngày hôm nay, trước đây thì chúng tôi đã bàn giao bộ này cho gia đình nhà anh chị khách hàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng tôi có mặt đây và cũng đã là để tham quan và hỏi thăm gia đình như là tuốt tát bảo trì lại một lần nữa cái bộ bàn ghế này cho gia đình theo yêu cầu của gia đình. Ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong và bảo trì xong, bởi vì chúng tôi là đang trưng bày và đúng không gian vị trí phòng khách của gia đình. Đang thấy trên mình đây là bộ bàn ghế đỉnh rồng, cùng có 12 món bằng gỗ mun hàng siêu vip luôn, đẳng cấp đỉnh cao được Đỗ Thanh Loan tôi vừa hoàn thiện xong. Bộ đỉnh rồng này được phun hoàn thiện tư bóng mờ rất chi là đẹp, chọn gỗ rất chi là đẳng cấp của đỉnh cao. Toàn bộ đường nét hoa văn họa tiết trên chiếc trên bộ bàn ghế này được đục chạm thủ công bằng tay, 100% đục chạm thủ công bằng tay, rất đẹp. Bộ bàn ghế đỉnh rồng gồm 12 món mà gỗ mun đang được trưng bày tại đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Trường Sơn, quận 5, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ đường nét hoa văn được thường luân vừa rồi là được chọn thủ công bằng tay, 100% được chọn thủ công bằng tay. Hôm nay 20 tháng 5 2019. Và ngoài bộ ghế ăn này ra, bàn ghế phòng khách đỉnh rồng và gỗ mun này ra thì Thanh Loan chúng tôi là còn một bộ bàn ghế ăn cũng bằng gỗ mun và được chúng tôi là đang trưng bày trên tầng 2 của gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Khách có thể về trực tiếp tại hai cơ sở để mình luôn tham quan cơ sở. Một bàn ghế bằng đỉnh rồng bằng gỗ mun gồm có 12 món. Đây chúng ta sẽ cùng lên chiêm ngưỡng bộ bàn ghế ăn. Bàn gỗ hoa lan tây Louis bằng gỗ mun gồm 8 ghế một bàn, hàng thửa chọn vân đỉnh cao. Chúng tôi cũng là trưng bày vào đúng không gian vị trí phòng ăn của gia đình, rất đẹp. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với tôi theo hai số điện thoại 0972 770888, 0967 110389. Ban công gia đình rất đẹp. Xong chưa? Dạ xong rồi anh ạ. Đâu? Giờ đợi em chút. Em mặt đồ gỗ Thanh Loan xin chân thành gia đình đã tin tưởng đặt hàng đồ gỗ Thanh Loan, xin kính chúc đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn tràn ngập niềm vui, tràn ngập năng lượng để gặt hái được nhiều thành công. Tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Khách đừng quên đăng ký subscribe kênh của đồ gỗ Thanh Loan tôi để liên tục nhận được thông báo sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày.
Tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào các khách trong những video clip sau.